Tiểu sử cầu thủ Công Phượng Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21 tháng 1 năm 1995 tại Mỹ Sơn, Đô. Lương, Nghệ An là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp 12 tuổi gia nhập học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal. JMG trước khi thi tuyển vào học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG Công Phượng đã bị trượt khi thi vào lò đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ bóng đá sông Lam Nghệ An. 6. Trải qua một vòng tuyển chọn gắt gao, Nguyễn Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào học. Viện bóng đá Hao Sơ Nổ Dây MG khóa 1, ngày 16 tháng 11 năm 2012, Giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ. Arsenal Steve Morrow đã gửi quyết định triệu tập 4 cầu thủ học viện bóng đá Hao Sơ JMG là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường và Đồng Triều sang trung tâm huấn luyện Arsenal tại London để tập luyện thi đấu cọ sát cùng với các cầu thủ U17 Arsenal năm 2014, Công Phượng cùng lứa cầu thủ khóa một học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG được Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá. Về League 2015 trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu đầu tiên của đội bóng. Mùa giải 2015, công Phượng được cho đá chính ngay từ đầu. Trong trận đấu này, Phượng đã có được một bàn thắng. Nhưng trong những trận sau đó, Công Phượng và Hoàng Anh Gia Lai đã làm cho người hâm mộ khá thất vọng. Kết thúc mùa bóng, Công Phượng ghi được 6 bàn thắng, thi đấu hơn 2.000 phút. Hoàng Anh Gia Lai may mắn trụ hạng khi đứng thứ 13 phần 14 chung cuộc ngày 23 tháng 12 năm 2015. Công Phượng và đội Mito hollyhock Nhật Bản ký kết hợp đồng, theo đó Công Phương sẽ khoác áo câu lạc bộ. Mito hollyhock theo dạng cho mượn một năm tại Di League 2 với giá trị chuyển nhượng 100.000 đô la Mỹ. Tại Mito hollyhock Anh sẽ mang áo số 16, số áo mà cầu thủ Hàn Quốc Park Jo-ho đã từng mặc cầu. Thủ Nguyễn Công Phượng đã gia nhập Mi Tô Holy Hawk nhưng vì bị thương ở vai nên thời gian đến Nhật đã trễ hơn so với dự định ban đầu. Chính vì vậy vẫn chưa hoàn tất thủ tục để tham gia các giải bóng tại Nhật Bản. Dự kiến là vào khoảng giữa tháng 3 sẽ hoàn tất mọi thủ tục ngày 7 tháng 5. Năm 2016, Công Phượng được có lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo hollyhock khi anh vào sân thay. Thế cho cầu thủ Hosokawa Junia ở phút 87, Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3. Bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo vào tháng 3 năm 2015, công phượng được Miura triệu tập lên. Đội tuyển U23 Việt Nam để tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 tại Malaysia, anh sau đó có mặt trong thành phần đội dự giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2016 ở Qatar, anh ghi bàn từ chấm penalty trong trận đấu cuối gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Manchester City ngày 27 tháng 7 năm 2015, công phượng được huấn luyện viên Miura đưa vào sân thay cho công vinh trong những phút cuối của trận đấu. Kết thúc trận đấu, tỷ số là 8-1 nghiêng về đương kim á quân ngoại hạng Anh các thành tựu cơ bản của công phương 12 tuổi ra. Nhập học Viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG năm 2013 lần đầu thi đấu trong đội hình U19 Việt Nam năm 2015 chính thức góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam và đội 1 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu V-League Á quân. Giải U19 Đông Nam Á 2013 và 2014, Á quân giải U22 Đông Nam Á 2014 tại Brunei, cầu thủ xuất sắc nhất giải U22 Đông Nam Á 2014 tại Brunei, vô địch giải U21 quốc tế 2014 trong màu áo U19. Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết vua phá lưới vòng loại U19 châu Á 2014, lọt top. Ba đề cử cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014 trong hệ thống giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam, cầu thủ Việt Nam được yêu thích nhất năm 2015.